phiên buổi sáng phiên chợ là ngày cuối tuần. Chào anh Hùng. Dạo này nhiều cây nghệ thuật thế. Hôm này bao tiền anh? Hôm này bao tiền này? 2 triệu thôi. 2 triệu. Đọc số điện thoại đi, anh em biết gọi. 2 triệu à? Đọc số điện thoại của anh ấy. 2 triệu là bán tại chợ còn không ship. Ship thì ông nào gọi thì tính. 0936 936 153163 153163. Rất ít. Cùng. Cùng ạ. Ông nào có cái cây ổi để kia không biết. Đấy, ổi. Xem nào, không biết mua hay là bán đây. Thời gian đấy nhìn cái quá nhìn cái dễ, tất nhiên nó chưa thể lâu được nhưng mà nó có thời gian nhìn trên đá hoặc đá được rồi. Chậu là nhìn tiếp quá, nhà chợ thì có cái chậu là được rồi, mà chậu là mình nhìn thấy cái nét. Hoa giấy nghệ thuật. Hoa giấy lão thì đấy là bình thường. Đấy, sau này xem mà. Cái của bác Hùng à? Không, của em. Sao về nhanh nhiều cây thế? Cái này bao nhiêu tiền anh? Hả? Cái này bao nhiêu tiền? Cái này 6 củ. 6 củ. Chạy hay nhỉ? Giật hết. Nó cổ à? Cứ thế ông Hải ra nhỉ. À rồi. Các bạn mấy con nực nhà. Thì con thấy hôm trước có xem rồi. Đấy. Đi đây tiếp tục quay này. Con này nhìn quen quen thôi, dưới lá nhỏ sạch sẽ. Sang bên này cái này, sang bên chỗ Bắc Hòa. Cái sung này hay đấy chứ. Súng hay đấy. Quả chín. Đấy, cái súng này hay. Đấy. Nhìn thật sạch sẽ, có quả. Bên nào cũng quay à? Dạ. Kênh của anh là kênh gì đấy? Dạ. Kênh của anh là kênh gì đấy? N2T Bonsai. Đấy, cái súng này được. Lớp tường vi này tốt đấy. Lớp tường vi này tốt đấy. Bệt thường duy nuôi nhanh lắm, bán không biết ông nào bán cái gian này. Cái này lại ngồi đằng này à? Rồi gốc thường duy đẹp đấy à, quê thường có cái dâm bụt cổ hay quá. Rồi bây giờ kiếm một cái dâm bụt này ít lắm, 10 triệu à? Chở mấy chuyến nhỉ? Làm móng với quê thì nó khác nhau lắm. Xanh nào thì cũng ở quê ra hết. Nói chung là quê hết. Nó phẳng phẳng này, trông nó như là dòng dòng quê. Móng thì xanh nào cũng là xanh quê mà. Từ là Nam Điền thì cũng ở quê ra. Alo. Em ra đây rồi. Đang cây này là bao nhiêu? Đấy 7 triệu.
quả quá anh nhỉ. Cái cây trên chậu men gì đó của Hùng Đen thì phải. Hôm trước em hỏi rồi, nhưng mà bệ dễ nó còn non non này đúng không? À cái đấy đấy, phiên trước em quay rồi mà xem rồi, nhưng mà đắt quá. Ui, nên suy nghĩ ấy. Nói chung là sau này có tương lai nhưng mà hiện tại nó đắt quá. Vâng, ý là chỉ trả tầm đấy là chắc là kịch tầm rồi. Nhưng mà phải ra xem có đúng là cây đấy không, phải trả nhầm thì bỏ mày. Vâng, anh đang ở đâu đấy? Vâng, cứ ấy, ngoài này không ai dám bỏ nhiều tiền hơn đâu, nó vẫn còn đấy thôi. Đấy nhá. Vâng, vâng, ok. Dạ. Ai, lấy hôm em 4 đồng cây đấy. Lấy được chưa? Cho lấy chịu, có cho lấy chịu không? Giờ không có đồng nào biết làm nào. Ra mua thầy bao tiền đấy? Cả ví có 600.000. Đang kia có cái ổ to. Quá, chờ thì được. Vậy dạ cả kia chỗ cái ô đấy đâu lấy cái ổi to này à? Không, cây si bà xem lại cây dâm bụt cái đẹp quá, dâm bụt đẹp quá, đẹp đấy, cây này đẹp. Vâng, chờ cho tí nhiều. Chú cứ ngồi hết dần đi. À đây à? Vâng vâng. Lao động cái đã. Dâm bụt này, hoa này. Dâm bụt ta đấy. Dâm bụt ta ngày xưa đấy. Hoa đèn lồng. Chẳng qua nó già và lá nó bé lại thì đấy thôi. Làm móng này bao nhiêu chị Hương? 5 triệu. Mình bán luôn đâu, mình thành thế mới đắt. Hả? Mình bán luôn, con thành thế mới trước ý. Đây, à phía trước. Không, còn trước ý. À rồi, cái thằng này nó thích thằng này thích nó chơi. Ồ, lây hoay quá. Mẹ nhìn con rồi. Nhìn nhiều tiền mà lây hoay quá nhỉ. Ờ. Mình ít tiền mình lom dom với anh. Đấy. Ờ, một chút được đấy, con đưa cho vào chồng, hay chồng đẹp lắm đấy. Nhưng mà nó xong chưa? Đi. Xong chưa? Xong chưa, nhưng có tiền thì mua. Thì bà em vào 4 đồng lấy được đấy. Chứ nhiều hơn thì không có tiền. Anh xem hỏi cho em được chưa? Được rồi gì? Không có tiền thì mua được. Có nhưng mà phải đi đi rút. Đi rút. Rút cho em nhá, 4 đồng nhá. Đấy, ra chợ dở hơi thế. Vào cái video đầu tiên thì có gặp một cái cây thích với mấy anh em ra gặp nhau, đâm ra là hay lên quanh quá. Bây giờ quay vào trọng tâm đi. Xì à, đây cái cây đây, một cái xì nha, xì của người đẹp trên gương. À đi lấy số, đi lấy số cho gọi. Cây sạch của anh Công. À, Tể tướng Lưu Bù à? Thế bảo Tể tướng Lưu Bù vợ đẹp lắm đúng không? Tể tướng Lưu Bù. Lưu Bù này hơi béo nhỉ? Ăn nắm thì chả béo. Lưu Bù phim gầy lắm mà. Lưu Bù là bao tiền? 2 năm chưa? Tầm 15 phố. Tầm 15 à? Tầm 15 có thương lượng.
Đấy. Dùng một số không hay là một số gì đấy tùy. Không 906 799806 à? Đấy. Lấy hàng chất lượng vào. À đây cái đa này còn. Bác có quyền ở trong trong miền Nam ấy, Bình Thuận. Tôi thích cái cây này, nó hơi to quá. Tôi đây vẫn còn, chưa bán đâu, nhưng mà không rẻ nhưng mà to quá. Đóng thùng nó rất là nhẹ. Cái này đóng thùng rất khó, giá nó rộng. Cái đây là nó mới nhẹ thôi, không có gì cả, nhưng mà đóng thùng nó gãy mất thì các bác không cả. Em không có phải là buôn bán gì đâu, lấy hộ. Đấy, còn vẫn được chỉ lấy thì sẽ nghĩ cách chứ. Cái cây dâm bụt này hay, không phải là nhà đẹp, không phải nhà đẹp mà nhà to, nhà to. Con này hay đi. Con này hay đấy chứ nhỉ? Quá hay, đẳng cấp rồi. Mịn, long ẩn, long lùn, mịn. Đây là long ẩn nhưng phải long lùn. Thế này là lùn rồi. Cái long ẩn như thế nào? So với cái thân này. Là con long nó đang bay trên không gian nhưng bị một đám mây. Che mất, che mất, che mất lửa. Ẩn vào trong đám mây đó. Nhạc, giờ cơ hội. Tưởng là của nhạc sĩ Trần Long Ẩn ngày xưa chơi. Long ẩn. Long ra bay qua đám mây. Trần Long Ẩn. Ẩn vào trong đám mây. Bao tiền đấy bác? Long ẩn đấy. 120 triệu. 120 à? Của bác nào đấy? Bác đọc tên đi và số đi. Anh em mà thích thì alo trực tiếp rồi bác. Đấy, bác cứ đọc tên. Để tao ra xem mặt cho tên này, con này đúng 40 cổ. 40 cổ 0978. Rồi, 02 0978. Rồi, 6769. 6769, rồi. Này mà có đôi thì vui quá nhỉ. Có một đôi. À, có đôi giống nhau à? Có đôi giống nhau luôn. Được. Có đôi. Cứ vợ với chồng luôn. Có một đôi mà bây giờ bán trước đã thiếu tiền, bán trước con. Bán dần dần, chứ bây giờ sốc tiền. Cái này đẹp. Cái này được. Cái này trắng long nhỉ. Bà nhà chú đẹp, nhà chú nhà to rồi. Làm đôi được đấy. Con này mịn, có nhà to nên chưa? Đúng rồi, nhà to nên chưa? Quá đẹp. Không gian chơi to thì nó mới ra tiền thì đấy. Mày chơi bé là đấy điện. Với lại mình toàn đi cho đấy. Nếu bác nào có nhiệt tình thì để nó thể hiện quyền uy tốt, không gian tốt. Nó không quá to, đẹp không quá to, nó mịn. Mịn. Dê. Bóng tàn mịn tít. 1 triệu thôi. Chỉ việc chơi. Nó quá nhiều. Bán đi. Đưa đây. Đi xe cái bữa bán luôn. Một cổ. Bán cái gì đây? Cục cây trọ. Thế cho nó xong. Đấy, nó phải có đàn đấy em ạ. À sao chợ trưa sớm thế? Chợ trưa sớm. Đã có tiền mua rồi. Đã có tiền mua rồi. Đấy. Đấy. Giải quyết rồi em con kia luôn đấy nhá. Ờ, một đó là. Thôi được rồi, ok đi.